đẹp quá anh em ơi, siêu phẩm 3 số S quả nơ mới ra mắt. Còn siêu phẩm S cộng có đứng về hoặc 2 số S sắp ra mắt rồi nha. Ok, chào mừng anh em trở lại kênh Liên Quân Mobile Mobile Việt. Ngày hôm nay mình sẽ chơi Erin. Nếu mà bản gốc thì mọi người gọi là Ái Linh. Và đó là những trang phục của Ái Linh bên game Vương Giả Vinh Diệu. Trang phục cổ tích tình yêu cổ tích sắp được chuyển giao sang game Mobile. Sẽ có giá, không biết là có giá bao nhiêu, tầm mấy trăm quân huy hoặc miễn phí. Mình rất là muốn miễn phí nha, bởi vì bên game Vương Giả họ miễn phí cái trang phục đó. Bên Liên Quân Mobile thì chưa biết được anh em ơi, còn tùy vào chị Hán có cho hay không. Ok, với vị tướng AD đi mid rất là tốt, nhưng mà lên voi xuống meta đi AD bây giờ khó hơn rất là nhiều. Đi mid thì vẫn tạm ổn thôi nha anh em ơi, nhưng mà các bạn phải lên giày xuyên giáp phép, vẫn là mặt Berit để cấu rỉa. Đối mặt với mid team bạn là Lily thì phải đợi Lily xài hay ngon rồi, bật chiếc của lên đẩy từ cáo biến thành người là hết cơ động. Còn cái tốc biến thì có tốc biến gì theo anh em ơi, may quá là còn chưa hai. Cái này nhìn thế thôi thì cũng không có dễ gì đâu nha. Vì vậy đấy, bị chạm vào người là hơi toang anh em ơi, đừng để tướng địch chạm vào người, đặc biệt bù đát có bùa đỏ anh em nhé. Ở trong Erin thì chơi cũng không quá khó, nhưng mà bây giờ không có mạnh lắm đâu. Đánh tròn vai chơi cấu rỉa được rồi. Gánh team thì phải... team cũng không quá yếu nha. Còn bú win thì là dễ thôi. Bởi nhiệm vụ của mình là cấu rỉa, kéo máu trước giao tranh, kéo máu áp lực mid team mạng. Lần nào mình muốn áp lực thì tới đó mình fort cái chơi mờ liên tục. Không có mất mana mà anh em ơi, xài không có tốn phí thì cứ xài liên tục thôi. Đợi bạn cáo biến từ cáo sang người, mình bật chụp cuối chính xác luôn. Cẩn thận nha. Biết tim bạn chết xuống, mình chặn đầu bằng cái chiêu một. Trời ơi, anh em nhìn thấy chưa? Mặt đã bê đít cấu rỉa sớp chi là khó chịu. Mặc dù bây giờ cái thời gian đốt của mặt đã bê đít nó giãn cách ra, nhưng mà cái đam to hơn là cái phát bắn đầu tiên từ tôi định chưa kịp chạy ra khỏi vòng chơi một của mình là rất đau. Đấy, kết hợp với chơi hai đánh thường cả anh em ơi, rất là con ngày cấu rỉa bằng chơi hai đánh thường, chơi một và chơi cuối có thể kết thúc rất là tốt. Lối chơi là chỉ như vậy thôi, đứng xa cấu rỉa bật chơi cuối ăn mạng đi veo vô bật chơi hai lưu về đứng chính xác tướng địch bật chơi hai lướt lên, đơn giản như thế. Anh ra là cái ngưỡng sức mạnh nó chỉ có thế thôi, rất dễ đặt tới đỉnh cao, và chính vì đặt đỉnh cao dễ thành ra thì xuống cũng nhanh em ơi. Bây giờ không còn là chùm hot pick, không còn là chùm AD, chùm đường giữa nữa rồi. Một chiêu một mạng cũng không có dễ lắm đâu anh em ơi. Nhưng mà cấu rỉa thì có thừa. Với chất tướng chạy bộ thì con này sẽ phát huy được khả năng cấu rỉa. Thì bạn càng chạy bộ nhiều, mình cấu rỉa được càng nhiều nha em ơi. Lên. Cú đã chạy nhanh nhở. Bây giờ Vân Ca cũng nhanh không kém luôn. Thế đéo này là Vân Ca đi SP thì mình rất là dễ chơi. Đặc biệt Vân Ca này là Vân Ca có đồ đam, SP là phải thuần full tanker cơ. Đừng có lên đam, lên đam mà không có tanker ổn đâu. Lên thôi. Trước cuối dí theo. Ôi, không được anh em ơi, bạn ấy chạy nhanh phết. Nhưng mà chạy nhanh như thế thì mình sẽ có trụ nha. Không được, từ từ thôi. Vân Ca lao ra nhanh quá, thì tiếng là chúng ta không có trụ để còn mất mạng của bạn SP. Vì vậy hình như chiêu 1 của trụ tuất có mạng của AD thì bạn. Nói chung là AD mà cấu rỉa thế này thì đi chung với nhau ấy, sẽ double cái sự khó chịu, double khả năng cấu rỉa anh em ơi. Đấy, thực ra là đội mình đang ép rất là dễ. Ép dễ này dừng lại đánh ổn, top ổn nữa anh em ơi. Thành ra game quá là dễ luôn. Dioma bị team bạn bây giờ phải chuyển qua đi farm.
chắc là farm xong té là mình cũng chỉnh dọn lính, sau đó thì lại tập hợp với team đi chống diệt tiếp. Đừng để cho tướng địch ăn xác anh em nha. Nói chung là giữ cái chiêu 2, nhiều khi là giữ chiêu 2 hoặc là đánh thương liên tục để có thể chúng ta dùng lựa tạng, chúng ta lướt một đoạn. Lựa tạng này rất là mạnh luôn nha anh em nhé. Lúc mình có khả năng cơ động, chứ không có khả năng cơ động là sẽ rất dễ bị tóm. Thế vậy trận đấu này mạng hình như là ăn hơi ít rồi, ăn kiêng hơi lâu rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mạng thứ 2, ây da, không có mạng anh em ơi. Thôi, đóng cái vương miệng Heket để cái mạng sẽ hơn. Cái tình hình làm clip mà con số 1 không thế kia thì bừa nắm nha anh em ơi. Ok, mọi người nhớ like clip của ủng hộ MOBA để có động lực làm nhiều clip hay hơn. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đặc biệt là các bạn mới theo dõi kênh của MOBA và các bạn đã lâu lắm rồi trở lại kênh của MOBA, tài khoản YouTube của anh em chưa đăng ký kênh của mình, nhớ đăng ký kênh, đồng thời bật nút chuông nha. Mà lâu rồi không chơi game MOBA cho click thì nhớ ghé qua shop MOBA Việt anh em nha. Ấy ấy ấy, mạng thứ 2 đây rồi. Quá áp lực anh em ơi. Đội team bạn với việc mò đen rất là late game thế này thì sao mà lao ra được. Triệu Vân cũng là một con tướng late game. Thành ra thì với việc Lily đã không kiểm soát được mình, không áp lực được mình thì tất nhiên là team mình rất là dễ chơi rồi. Cái việc team đánh dễ đầu game mid rất là quan trọng. Anh em có thể ăn mặc không nhiều nhưng mà anh em phải kéo máu, anh em phải áp lực team bạn liên tục nha. Đặc biệt áp lực của mid vô cùng quan trọng để team dễ chơi đầu game, giữa game. Cái này thì đánh càng cuối game đánh càng khỏe anh em nha, chứ không hề có yếu đâu. Bắn trưởng team bạn ra, ra thì mình bật chụp của đen. Rồi đàm liên tục luôn. Ờ, trong phục siêu phẩm rất là mong chờ của Ái Linh, tức là Erin bên Provide. Trang phục của Ái Linh chuyển sao sang là trang phục Mịch Phương Tung. Cái trang phục này là trang phục hình như nếu mà được chuyển sao sang ít nhất có khi là bậc 3 số S luôn anh em ơi, rất là đẹp. Và trang phục đó mình cũng rất là mong chờ anh em ơi. Mong chờ thôi thì không biết bao giờ mới chuyển sao sang, mới chuyển sao trang phục tình yêu cổ tích, của trang phục tình yêu cổ tích bên đó mình thấy trang phục bậc S cộng có biến về. Nói chung là hiệu ứng kỹ năng các bạn theo dõi ở phần cuối video clip nhé. Ok, trở lại trận đấu này mình sắp full đồ rồi, ở ít đội còn 2 đồ nữa. Và khi full đồ không biết là có một chiêu một mạng hay không, cảm giác team bạn cũng chưa có ngon rồi anh em ơi. Coi thường Erin thì thế thì tí nữa cũng phải trả giá nha. Đấy, bắn chưa một, bây giờ cái là 1/3 cây máu rồi. Yếu liền anh em nhở. Cái sức mạnh của cái việc cấu chỉa về mặt đạn Berit và trận bùng đổ. Bùng đổ bây giờ tăng sức mạnh, giảm giá tăng sức mạnh, quá tuyệt vời. Ờ, ôi, cầu bà ngao nhây, con này có cầu bà ngon lắm anh em ơi. Hay, cảm ơn bạn nha. Khi mà bật chiêu cuối mình ấn cầu ăn, đam thì vẫn gây ra được, đam thì vẫn gây liên tục, nhưng mà khi bạn không làm gì được mình, đấy là rất tuyệt vời. Wow, team mình ai cũng là quái vật hết rồi. Chạm một cái thôi, mua đắt lướt cái đầu đi mà thì không làm được cái gì. Ok, có lẽ thì chúng ta nên kết thúc trận đấu sớm thôi anh em ơi. Chứ để lâu thì mạng cũng chẳng còn thừa vật đâu. Hai đường rồi, một đường nữa là ba đường siêu cấp. Em thấy chơi màu đen mà team bị ép đánh khổ không? Không farm được, không có ra được. Lên bảng nha. Rồi, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ôi, mình tốc biến rồi, bạn ấy vẫn cào được anh em ơi. Nhưng mà chip vô kill. Show a tie.
再来跳舞吧。 Executed. 忘记恐惧。